Nhà vườn Hoa Kiển Thanh Nhàn xin chào toàn thể cô chú anh chị mình ha. Thì cũng chuẩn bị năm mới tới thì cũng chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe ha. Năm mới vạn sự như ý ha cô chú anh chị. Thì cũng vài ngày nữa thì khép lại năm 2021 rồi. Thì hôm nay nhà vườn cũng tiếp tục lên giao lưu cùng cô chú anh chị cái lô trang vàng, ấm tàng, mai phôi, chiếu thủy, trung nu, nu da đen, lá lớn nha cô chú anh chị, nu chùm ruột Cà Mau. Trang vàng phôi, trang vàng lá chung, mẫu đơn lá chung nữa cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình vào xem ủng hộ cái video clip ngày hôm nay nha. Thì cây đầu tiên này là trang vàng lá nhỏ, hàng thần chậu ấm tàng nha cô chú anh chị. Thì, địa chỉ shop em là ở Thốt Nốt Cần Thơ, số điện thoại là 0853 138 138 ha. Số để cô chú anh chị mình kết bạn Zalo chốt đơn hàng ha. Thì cô chú anh chị mình chốt đơn qua số điện thoại đó giùm nha cô chú anh chị. Còn dù cô chú anh chị mình bình luận ở trong cái live và trong cái video thì nhớ lên số điện thoại, nhiều cô chú anh chị mình bình luận chốt trong đó thì shop không có liên lạc được nha cô chú anh chị, chốt qua số điện thoại giùm. Thì cây đầu like này là trang vàng lá nhỏ, mình đo hoành cái cô chú anh chị, thì cây này hoành nó là 15 nha cô chú anh chị, hoành nó là 15. Đây cô chú anh chị mình xem cả cái củ nó là 19, chiều cao nó là 21, phun tàn nó là 37 nha cô chú anh chị, cây thuần chậu nha. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình 1.300.000 bao phí ship cả chậu nha, hàng ấm tàng về chơi Tết cô chú anh chị ơi. Cây thì giao lưu bao ship cả chậu luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mà xem like thấy hình ảnh không rõ thì có thể xem trên clip á, thì kết bạn Zalo nha cô chú anh chị, không rõ thì mình kết bạn Zalo để mình xem lại cây ha. Rồi mã này là T2, hoành là 10, cao là 24, tán ngang là 25. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình là 600 ngàn bao phí ship toàn quốc. Cây cũng đang có hoa ha cô chú anh chị, trang vàng lá nhỏ 600 ngàn bao ship cả chậu luôn, mã số là T2. Tiếp theo là mã T3 nha cô chú anh chị, cũng là trang vàng ánh vàng. Hoành nó là 14 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 19, tán ngang là 30. Mã số là T3, giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu bao phí ship toàn quốc. Một cái này giao lưu 1 triệu nha cô chú anh chị, bao phí ship mã là T3. Tiếp theo là mã T4, cũng là trang vàng lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Cái này nhà vườn mình có số lượng nhiều nha cô chú anh chị, mình có này hoành 12.5 kể 12 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình muốn lấy về mà bán Tết đó, thì cứ liên hệ với nhà vườn mình ha. Tàn ngang 27, tàn cao là 18. Mã số T4 là giao lưu 800 ngàn, bao phí ship toàn quốc ha. Cây cũng có nụ hoa nha cô chú anh chị. T4. Tiếp theo là mã T5 nha cô chú anh chị, cũng là trang vàng luôn. Hoành em nói là 11 nha cô chú anh chị, cao là 18, tán ngang là 26, giao lưu là 700 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. T5, 700 ngàn. Tiếp theo mã T6 này là mai chiếu thủy nha cô chú anh chị, mai chiếu thủy da đen lá lớn, nu chùm ruột Cà Mau. Cây này nước nu rất là đẹp nha cô chú anh chị, tông cũng lắc lượng, phơm cũng đẹp. Mình đo hoành ngay vị trí này trước nha cô chú anh chị. Đây cho chú anh chị, ngang cổ rễ này là 40 nha, nồi đế này là 74, tán cao là 37, thằng cao tổng là 37, đo lên cái eo này là 30. Đó, eo này 30 nha cô chú anh chị. Thì phôi này giao lưu cô chú anh chị mình là mã số này là T6 này, giao lưu cô chú anh chị mình là 1.400.000, 1.400.000 bao phí ship, lấy giùm anh cây bút lông, 1.400.000 bao phí ship nha cô chú anh chị, mã là T6.
khỏi bưng vào qua đây. Tiếp theo là mã T7 nha cô chú anh chị. Cây này hoành mình đo tại vị trí này là 38 nha cô chú anh chị. Vị trí này là 38. Eo này là 26. Cả nội đế là 83. Cao tổng là 30. Mã số này là T7 nha cô chú anh chị. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu nha. T7 1 triệu bao phí ship nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã T8 nha cô chú anh chị. Quành eo chỗ nhỏ nhất này là 21 nè cô chú anh chị. Rồi đế hoành ngay đây là 39 nha, cây cổ ghế. Rồi đế này là 75. Cao tổng nó là 41. Là dòng này nước nu rất là đẹp cô chú anh chị. Mã số này là T8. T8 này giao lưu cô chú anh chị mình 1.200.000 bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Một triệu 200.000 bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã T9 nha cô chú anh chị. Mai chiếu thủy. Cây này hoành nè, ngay vị trí cổ rễ này là 52 nha cô chú anh chị. Cả cái nồi đế này là 80. Một củ lùng lực rất là đẹp nha. Cao là 24 cm. Ở dưới nó 50, mình đo giót lên đây nó còn 25 nè cô chú anh chị. Cây giót rất là đẹp nha. Mai chiếu thủy. Đó, mã này là T9. T9 này giao lưu là 1 triệu 7 nha cô chú anh chị. 1 triệu 700 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Cây dách đế rất là to nha cô chú anh chị. Rồi mã này là T10 nha cô chú anh chị. Quành này là 44 nha cô chú anh chị, tại vị trí cổ ghế nè, thì mình đo nhiều vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đó, eo trên đây là 26 nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị nào mà muốn đo vị trí nào nữa thì có thể kết bạn Zalo, nội đế là 70. Kết bạn Zalo mình đo theo ý của cô chú anh chị mình ha. Rồi, cao là 34. T10. T10 này giao lưu cô chú anh chị mình là 1.400.000 bao phí ship nha cô chú anh chị. 1.400.000 bao phí ship toàn quốc. Mã hôm nay là T10. Clip hôm nay là ngày 30. Tiếp theo là mã số T11 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình à, chốt đơn hàng nhớ mã số với ngày dùm shop nha. Đây, hoành cả vị trí này là 48 nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ đo nhiều vị trí nha. Đó, trên đây là 27 nha cô chú anh chị. Cả cái củ đế này là 72. Chiều cao là 26. Cái này là T11. Cái này giao lưu là 1.500.000 nha cô chú anh chị. 1.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cái này là T11 nha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí này là 37 nha cô chú anh chị. Nồi đế là 75. Eo ngay đây là 26 nha cô chú anh chị. Cao là 26 luôn. T11. T11 này giao lưu cô chú anh chị mình là 1.500.000 luôn. 1.500.000 bao phí ship nha cô chú anh chị.
Cây vừa rồi là T12 cô chú anh chị ơi. Cây vừa để xuống là T12 nha. Xin lỗi, cây này là T13 nha cô chú anh chị. Cây này hoành nó là 22, tại vị trí nhỏ này là 22 nha cô chú anh chị. Tại vị trí này là 40. Cây này là mã số T13 nha cô chú anh chị. Hoành đế nó là 75. Chiều cao này là 40. Mã số T13. Giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu 2. 1 triệu 2 bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây này là T14 nha cô chú anh chị. Cây này cái dách đế rất là đẹp cô chú anh chị. Hoành vị trí này là 46. Mình đo nhiều vị trí nha cô chú anh chị. Mình đo tham khảo. Đây, hoành ngay đây là 26 nha cô chú anh chị. Rồi đế là 72. Cao là 22. T14. Giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu 500 ngàn. Bao phí ship nha cô chú anh chị, 1 triệu 500 ngàn. T14. Tiếp theo là mã số T15 nha cô chú anh chị. Cái này hoành tại vị trí này là 39 nha cô chú anh chị. Hoành ngang cái eo này là 20, chỗ eo nhỏ là 20, tán cao là 38, nồi đế là 83, T15. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu 300 ngàn, bao phí ship toàn quốc. 1 triệu 300 ngàn nha cô chú anh chị. À, tiếp theo là cái này là phôi trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Phôi trang vàng lá nhỏ mã số này là T16. Hoành tại vị trí cổ rễ này là 22 nha cô chú anh chị. Nồi đế là 47. Rồi, mình đo xích lên trên này luôn là 17 nha. Hay to nha cô chú anh chị. Cao là 22 luôn, hoành 22, cao 22. Cây này cô chú anh chị nào thích tông cao thì chơi cây này ha. Giao lưu là 700 ngàn, bao phí ship T16, hoành 22. Rồi đế rất là to nha cô chú anh chị. T16. T17 nha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí này kể 18 nha cô chú anh chị. Rồi trên cái eo này là 15. Cả nồi đế là 48. Chiều cao là 18. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình 550 ngàn nha. T17. 550 ngàn bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo là T18 nha cô chú anh chị. Cũng là trang vàng lá nhỏ luôn nha. Cây này hoành là 18 kể 17 thôi nha cô chú anh chị. Cao là 16. Nồi đế 45. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 600 ngàn. T18, 600 ngàn bao phí ship toàn quốc. T19. Còn tại vị trí cổ rễ này là 20 nha cô chú anh chị. Rồi xích lên chút là 17. Cao là 15. Đế đẹp ha. Cây sắp đế cô chú anh chị. Trang vàng sắp đế. Nồi đế là 39. T19 thì giao lưu là 700 ngàn. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Nó phơm trượt lắc rất là đẹp nha cho cô chú anh chị. T20.
trang vàng lá nhỏ. Hoành là 17 nha cô chú anh chị. Cao là 20. À, tàn ngang nó cũng là 20 luôn. Có cành bay đẹp ha. Cây đế cũng rất là đẹp. T20. Giao lưu cô chú anh chị mình là 650.000. 650.000. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. T20. T21 nha cô chú anh chị. Một cây dáng siêu ha. Cây này đế nó cũng đẹp. Hoành là 20. Tại vị trí cổ rễ này nha cô chú anh chị là 20. Xích lên nào một chút là 17 nha. Cây giót ngọn, tay cành điều, cao là 18 cm. Nồi đế là 47. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 650.000. Bao phí ship toàn quốc nha. T21 650.000 nha cô chú anh chị. T22. Cây này nó cũng có cái cành bay nha cô chú anh chị. Mình không thích thì mình cắt vô. Hoành sát cổ rễ nó là 22 nha cô chú anh chị. Hoành trên đây là 18. Đế đẹp. Cao là 21. Cây T22 này giao lưu là 800.000. 800.000 bao phí ship. Tiếp theo là mã T23 nha cô chú anh chị. Hoành cổ rễ em nó là 18. Cao là 15. Nồi đế là 45. Cây này giao lưu là 500.000. T23. 500.000 bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã T24 nha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí này là 18. Tàn cao là 14. Cây này đế cũng là khá cô chú anh chị. Cây này giao lưu là 600.000. 600.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã T25 nha cô chú anh chị. Rồi, đo cả cái cũ này là nó được 21 nha cô chú anh chị. Đo trên eo này nó là 17 nha. Cao là 20 cm. Cây T25 này giao lưu là 650.000 nha cô chú anh chị. 650.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo là mã T26 ha. Một phôi lùng lực tàn đa. Hoành em nó là 22 nha cô chú anh chị. Cả củ đế là 32. Tàn cao là 15. T26. Hôm nay giao lưu cô chú anh chị mình là 800.000. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. T27 cũng lùng lực rất là to nha cô chú anh chị. Cái này hoành em nó là 24. Cao là 18. Củ đế này là 45. Cái T27 này giao lưu cô chú anh chị là 1.200.000 nha. Cái rất là lực cô chú anh chị. 1.200.000 bao phí ship toàn quốc. Cây vừa rồi là T27 nha anh em. Em nhầm, T27, cây này là T28. Cây này là 15. Cũ này là 24 nha cô chú anh chị. Ngay vị trí cổ rễ này là 24. Cả nồi đế là 42. Cao 22. Cây T28 này giao lưu là 700.000. Cây vừa rồi là T27 nha cô chú anh chị. Em nhầm nha. Cây này 700.000, T28. T29. T29 này hoành là 17 nha cô chú anh chị. K
cao là 16, T29, giao lưu là 600 ngàn. T29, 600 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. T30. Quanh tại vị trí này là 23. Rồi đế là 40 nha cô chú anh chị. Cao 21. Quần eo là 15. Cái này giao lưu là 1 triệu nha cô chú anh chị. T30, 1 triệu bao phí ship toàn quốc nha. Đây quần tại vị trí cổ ghế này rất to nha cô chú anh chị. 23 quần. T31 này là lá trung nha cô chú anh chị. Mẫu đơn vàng lá trung ha, vàng ta xưa đó nha cô chú anh chị. Cây này củ đế nó rất là đẹp. Cây này hoành em nó là 14 nha cô chú anh chị. Cái nồi nó đặt kẹo luôn nha cô chú anh chị. Nồi đặt này là 50 nha. Chiều cao là 35. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 550 ngàn, bao phí ship nha, 550 ngàn. T31, mẫu đơn vàng lá chung. T32 nha cô chú anh chị. Cây này hoành cũng là 14 luôn nha cô chú anh chị. Cả cái củ đặt cũng là 50. Cao là 30. Cây này cũng giao lưu 550 ngàn, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. T32. T33 nha cô chú anh chị. Hoành là 15. Cái 14 thôi nha cô chú anh chị. Cao 30. Củ đặc này là 48. Mã này là T33 nha cô chú anh chị. Đế cũng rất là đẹp nha. Giao lưu cô chú anh chị mình 550 ngàn luôn. 550 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. T34. Hoành là 10 nha cô chú anh chị. Cái này hoành nhỏ nhưng cái củ nó rất là đẹp. Tàn nó cũng đều đẹp nha. Củ đặt là 47. Cao là 35. Cái này giao lưu là 500k, 500 ngàn, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. T34. Cây này mình khui ra mình vô cái chậu mỏng mình chơi bonsai thì nó rất là đẹp cô chú anh chị. Hoặc là có thể về mình ghép trang sọc rồi vô chơi cô chú anh chị. T34. T35. Hoành cũng là 14 nha cô chú anh chị. Củ đặt là 50. Chiều cao nó là 20. Cây này cũng giao lưu cô chú anh chị mình 550 ngàn, bao ship toàn quốc nha. T35. T36 nha cô chú anh chị. Hoành là 12. Củ đế là 55 nha cô chú anh chị. Cao kể 35 nha, cao tổng hết là 35. T36 giao lưu cô chú anh chị mình là 500 ngàn, bao phí ship toàn quốc ha. Mẫu đơn vàng lá chung nha cô chú anh chị. Theo là T37 nha cô chú anh chị. Cây này cũng cũ rất là đẹp nha. Hoành em nó tại vị trí này là 17 nha cô chú anh chị. Nồi đế nó 55. Để đặt luôn nha cô chú anh chị. Cao tổng là 48. 37, giao lưu cô chú anh chị mình là 700 ngàn, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Củ rất là to nha cô chú anh chị, mình nếu xem clip thấy không rõ có thể kết bạn Zalo gửi hình lại nha cô chú anh chị. T38 nha cô chú anh chị.
Quanh là 15. Cũ này là 48. Cao là 35 nha cô chú anh chị. Cây này cũ nó xõm rất là đẹp nha. Giao lưu là 600.000. Cái chậu này được luôn. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. T38. T39 nha cô chú anh chị. Hoành là 12. Cũ nó là 47 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình là 500.000 nha. T39 500.000. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. T39. Rồi, mã này là T40. T40 cũng là cái mã cuối cùng của cái video ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Thì clip nay mình có 40 cây giao lưu cô chú anh chị. Cây này hoành em nó là 16, kể 15 nha cô chú anh chị. Cao là 40, cao tổng 40. Cũ là 51 nha cô chú anh chị. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 600.000, bao phí ship toàn quốc nha. Mẫu đơn vàng lá chung nha cô chú anh chị. Thì cây này cũng cuối cùng của video clip ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo.